Xin chào các bạn, mình đang ở Vermont. Mình đang đi một cái ngọn núi cao nhất ở Vermont. Mình lái xe lên đây chờ rất là lâu, nhưng bây giờ mình đang đi bộ để mà mình đi lên cái ngọn đỉnh cao nhất để mà đi. Hôm qua thì là mình đi cái ngọn đồi đó thì cái đỉnh kia đi trời tối quá, thì vậy là hay quay turn back, mình đi quay về tại vì nó không có xe, nếu mà đi buổi tối á có bè này nọ, vậy mình phải chờ, mình phải quay đầu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đi cái này, so các bạn hãy đón xem nhé, rất là đẹp. Đây là con đường mình phải đi. Thank you. Ok, đây là mèo khóc rồi. Các bạn, mình đang ở cái đỉnh thứ mấy mình không biết, nhưng mà mình sẽ lên cái đỉnh phút trình đó. Mình lên có cái đỉnh này thì chúng mình leo cái đỉnh kia, mình nhìn kia u xuống phía bên kia, trời bầu trời rất đẹp, quá trời đẹp luôn mấy bạn. Cảnh thì tuyệt cú mèo, coi như là đi đâu cũng nhìn thấy cảnh này hết. Chào các bạn, mình đang ở trên đỉnh núi, chưa phải đỉnh núi, mình đang đi lên từ đó, xong rồi mình đang thấy cái góc này đẹp quá, mình muốn làm time lapse. Thì time lapse sẽ quay những cái cảnh mây bầu trời như thế này, cảnh của mình đang thấy đó. Mình đang... Xin chào các bạn, mình đang ở đoạn đỉnh thứ hai trước khi lên đỉnh. Ở đây là cái đỉnh của mình đó. Nè, đã leo gần mấy tiếng đồng hồ rồi, chưa xong. Xin chào các bạn, mình cuối cùng đã leo được lên tới đỉnh sau một tiếng leo và nhiều tiếng nghỉ. Thì đây là đỉnh, đẹp lắm. Cái trên này là thằng kia nó kêu là, thằng giới thiệu nó kêu là đây là đỉnh giống vậy như weather như Bắc, nó rất là lạnh. Mùa đông ở đây sẽ là tuyết hết mọi thứ và không có thấy gì hết. Bây giờ mình đi mùa này rất là đúng, lá vàng thì rất là đẹp, nhìn nè đó, perfect hả. Bây giờ mình đang đi xuống lại sau một thời gian ở trên đó cũng phải tầm được nửa tiếng, thì cũng tối rồi đó, mà đi mà không có về sớm là sẽ không đi về được, không có đèn, nhưng mà có mang theo đèn bên cái đèn đầu headlight, so mình có thể mang theo đi được, nhưng mà bây giờ phải đi về xong rồi về khách sạn check in. Ngủ, và hai đêm vừa rồi ngủ ngoài lều rồi, lạnh quá. Chân mình thì hôm qua bị đau vì hai kiêng á, mà không bị full muscle something, so sorry. Mình đang đi trên đường về thì mình chỉ có mấy bạn coi thử. Cái này là ngọn núi giả nè, mình thấy cao không? Vẫn là giả thôi. Cái thằng đằng xa xa đây là đỉnh này nè, là thiệt đó mấy bạn, xa lắm mà cao lắm mấy bạn. Cái này là nãy giờ mình leo đường nè, chỉ đường đá vậy thôi, đi lên xong rồi đi lên nữa, lên cái đồi, lên đỉnh núi kia, leo xuống, lên núi kia, leo xuống, đi tiếp, leo lên đó, nên rất là đẹp cảnh mấy bạn nam mới coi đó.
Hey, buddy. You are so pretty. Oh my god. Well, she's gonna bark at you. No. He's such a nice dog. I know. This looks like so too, no, so bad. No, he doesn't like you. He doesn't like you. Go. Say hi. Yeah. Say really? Hi. He was cool with me until you went get out of here. He was so cool with me. Chào các bạn, bây giờ mình mới check in và mới tắm rửa xong. Tối nay mình sẽ đi ăn gì đó không biết nữa, đang design. Mình xuống dưới nhà mình lấy mấy đồ sạc pin. Mấy bữa nay đồ này nọ, camera là hết pin luôn. Đây là cục pin cuối cùng mình quay để cho cái clip này. Nhưng mà nó cũng gần hết pin rồi, hình như còn có mấy phần trăm thôi. Ok, và mình sẽ gặp bạn sau. Chào các bạn, đây là bữa thứ tư mình ở Vermont. Hôm nay là vừa mình đi Vermont State Park và trên đường lái xe về road trip về lại Virginia. Thì đây là những hình ảnh của cái chỗ mình sẽ đi. Cảm ơn các bạn đã đi du lịch cùng với kênh TNBL Travel Never Boring Love. Nếu các bạn thích, hãy subscribe, comment, share và like clip của bọn mình nhé. Để các bạn có thể cùng hai đứa mình khám phá những địa điểm thú vị sắp tới. Và hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.